đây cái hồ Bất Tận nè anh em. Và ngày hôm nay nó thành một cái hồ cộng đồng rất là nhiều cá luôn. Anh em có thể thấy không? Đây mình quay kỹ cho anh em xem. Mình vừa thả cái con huyết long Robin nè. Mình thả con này vào chung với con hai bách luôn. Được hơn một ngày rồi nó cũng có đấm nhau sơ sơ mà thấy cũng ổn, còn hai bách nó quen rồi, nó trên cờ con huyết. Anh em thấy mình nuôi con huyết lòng ở trong cái thùng composite 1 mét mũi thí đại, nó lên màu như con bối mà quát lắm chưa không. Con này dự đến là để phơi nắng đó, nhưng mà chưa có kìa, có thời gian nè, chưa có thợ để sửa và dời cái hồ ra ngoài sân thượng. Mình chơi vô đây luôn. Hiện tại là bao gồm hai con cá rồng, hai bách và huyết long, 5 con hổ Sumatra cũng to, 25, 27, 30 gì ạ. Một con củ sừng đâu rồi? Đây, nắp trên cái lũa nè. Con củ sừng này là già nhất nhà đó anh em, 7-8 tuổi rồi đó. Rồi con phát tài, phát tài này mình nuôi từ ngày nó bé tí. Một con hồng két, một con kim sơn và 3 con lau kính sai, sai khủng bố luôn. Có con sai gần 40. Cái hồ giờ đó là đông đúc, nhưng mà ngắm hay hay anh em, nhìn cũng hay hay, nhìn cũng phê lắm. Mình còn tính chơi lớn, mình tính bỏ con huyết long Ekindo vào đây luôn, nhưng mà chưa dám bởi vì con Ekindo cái size nó to quá, sợ nó lệch size, nó sẽ đánh nhau. Làm sao nằm ngồi ngắm rất là phê. Có hồ cộng đồng, cũng có hồ cộng đồng nhai. Cái hồ này 1m8, rộng 81, cao 81. Lọc thì có nhiều lần mình giới thiệu rồi, bùn nhùi với đá lông bủ thôi, chỉ có vậy thôi, và đảm bảo là vẫn cần tốt cho những cái hồ cộng đồng luôn. Nước bây giờ trong rồi anh em. Rồi mình đang xài hai cây đèn led xuân mê lông màu trắng. Cái máng đó giờ mình tháo bóng ra hết rồi, mình đem xuống dưới mình tanh đi nha. Mình chỉ làm cái máng nó để mình che thôi, bởi vì những hai bách thì đâu cần ánh sáng huỳnh quang này nọ. Con này thì nó nuôi chơi chơi vậy thôi, chứ nên mình dùng led cho nó tiết kiệm điện. Hay cái cây led đó là cái cây này anh em, xuân mê lông ha. Mà cái loại mới nhất á, cái loại mà dẹp dẹp bóng vỏ thủy tinh á, vỏ pha lê gì đó, 1,5 m. Mình xài hai cây, cây trước cây sau. Mình làm biến dở cái nắp lên cho anh em xem cái đèn á, nhưng mà mình thấy ánh sáng trắng của nó rất là ổn á, xài cũng được. Loại đèn này nè, bình thường mình cũng mở có một cây thôi. Quay clip mình mở hai cây cho anh em xem. Rồi một lần nữa cho anh em xem lại cái hồ cộng đồng của Phi Hổ.